truyền hình Vô Thượng Sư xin vô cùng hân hạnh và hân hoan được ra mắt lần đầu tiên trên thế giới một vở tuồng đầy sáng tạo và ý nghĩa, được dàn dựng công phu trong một thời gian dài với tất cả tâm huyết và nỗ lực. Được sáng tác qua ngoài bút và dưới sự đạo diễn từ xa đầy thương yêu của Thanh Hải Vô Thượng Sư, một bậc thầy tâm linh, một nhà từ thiện, nghệ sĩ và tác giả của những quyển sách bán chạy nhất thế giới, Vua và Vân Vân, là một câu chuyện phản ảnh những ưu tư của thời đại ngay trong thời điểm nguy cấp của địa cầu chúng ta, được lồng trong một bối cảnh kết hợp giữa xưa và nay, có khúc bi thương nhưng cũng có đoạn khôi hài, những màn phiêu lưu hồi hộp, những tình cảm trung thành tha thiết giữa người và người, cùng những lời nhắn nhủ tâm linh sâu sắc. Cốt truyện xoay quanh triều đình Đại Ngôn với văn võ bá quan gồm đủ thành phần, quan trung, quan nịnh và quan không có lập trường. Mỗi người một vẻ, một vị quốc vương phải lãnh đạo giang sơn của chính mình và trong liên hệ quốc tế cũng có trọng trách với toàn cầu. Một hoàng tử khôi ngô tuấn tú trên đường tìm lại diện mục bản lai, một thôn nữ ngây thơ với tấm lòng đơn thuần, thương yêu và dũng cảm, vận mệnh của tất cả đều gắn liền với nhau. Vua và Vân Vân cũng mang thông điệp chính xác về bốn sát thủ thầm lặng nguy hiểm nhất địa cầu, đó là thịt, ma túy, sản phẩm thuốc lá và rượu, trong niềm ước vọng công dân thế giới sẽ trở nên ý thức hơn về những độc chất đang hủy hoại thế hệ này và những thế hệ mai sau. Mặc dù thời khóa biểu của ngài vô cùng bận rộn, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tự tay biên soạn và đạo diễn từ xa Vua và Vân Vân, nói lên lòng quan tâm của ngài dành cho nhân loại và cư dân địa cầu thuộc muôn loài. Từ lúc mở màn đến kết thúc, mọi chi tiết từ tên nhân vật đến việc lựa chọn bài hát để đi đôi với màn vũ, cho đến động tác của từng nhân vật, cách trang điểm thích hợp cho diễn viên và ngay cả các nghệ danh đều dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của ngài. Vua và Vân Vân, qua phần diễn xuất của các hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, đây là một tác phẩm đến từ tình thương vô điều kiện, nguồn sáng tạo bên trong và trí huệ hoàn mỹ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính mời quý vị cùng chung hưởng món quà đặc biệt này và thưởng thức Vua và Vân Vân. Trời ơi, sao mà cao quá vậy? Ây da. Lấy cây này. Come on.
Ra mấy bữa rồi, sao bây giờ mới báo cáo? Muôn tâu, tệ quân queo meo mấy lần cho bệ hạ, chắc là nhóm quốc ngoại đã đi lết hết rồi. Sao không về triều trình tấu? Dạ muôn tâu, có nhào vô mấy lần đều bị sách cổ quăng ra. Bữa nay là tệ quân mạo hiểm, không màng chó cắn mèo vào, trèo tường vào đây để bệnh bao. Dạ xin bệ hạ mau cứu Đông Cung. Gấp gấp lẹ lẹ. Chà chà, quân ra cửa ngõ môn, sao dám gắn gốc cùng mình như vậy? Chà chà, đem chung vào đây cho ta xử tội. Dạ muôn tâu, thôi thôi tha cho họ. Cũng tại tệ quân vì lẩn tránh CIA, FBI và cảnh sát và hải quan, phải trá hình thường dân bôn ba hấp tấp về đây, bụi bặm đen thủi đen thui nên vệ quân ở ngõ môn nhận không ra, lại rớt mất lệnh bài nên tệ quân khó bề phân giải. Thôi được, ta tạm gác chuyện này. Và cứu hoàng tử là việc khẩn trương, xin bệ hạ mau xuống lệnh. À, hãy cấp bao cho sư quan ta biết và bảo họ mau đi cứu hoàng tử. Dạ ngài đại sứ, đi về cái sừng chưa về. Tệ quân có gọi phone, chỉ có máy tự động trả lời à. Cái cửa nè. Rồi được rồi, ta có đi gọi rồi. Ây ơi, sao mà ngột ngạt như trong chuồng củi vậy nè. Mẹ nhát ơi, sao mà chật quá, chịu hết nổi rồi. Khổ thân ơi là khổ. Biết làm sao bây giờ, trời ơi, trời ơi.
lúc bây giờ chẳng. Alo, alo. Hôm nay ta đại sứ nước Đại Ngôn đóng cửa. Ai chà 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 ơi, chà 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 chà. Mà rất khổ, để thì làm mà vì cái sự. Hai tuần chưa chắc gì, nếu có dịp cần gấp xin bấm nút số 1. Mai, xin nói tên, họ, ngày sinh, tháng đẻ, số căn cước, ngày cấp thẻ. Tìm ai, trời ơi, quên mất tên rồi. Nếu không biết tìm ai, thì nhấn nút số 2. Trời ơi, cái gì cũng là điện thoại đó mà. Mai, nhiệm vụ gì, làm ở đâu, sinh quán nơi nào, con cái nhà ai, màu da, màu tóc, màu mắt ra sao, vân vân và vân vân, vân vân, vân vân và vân vân, vân vân. Ây chà 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 chà. Đã hết giờ, máy tôi buồn ngủ rồi. Không nhận được tín hiệu gì cả, xin ấn nút số 4 cho tổng đài. Alo, tổng đài. Còn có 3 giây, bỏ thêm tiền lẻ lên. Thôi, chết rồi, hết rồi. Giờ này khuya đổi đâu ra tiền lẻ. Chúc bộ một ngày tốt đẹp, bye bye. Trời ơi. Máy gì cũng là máy. Điện thoại ơi là điện thoại. À trời ơi, cái cửa trời. Phải chi thái tử không lén đi thăm cô chè chuối thì đâu có nổi này. Biết là hoàng thượng chắc sẽ không cho cưới cổ, mà cứ nằng nặc đòi yêu với thương. Chè chuối mà biết thương yêu nổi gì. Chưa chắc gì thái tử đã vô tội, biết đâu ngài cũng hút sách xì ke nên mới bị giải tù. Võ Dệ Quang đừng có hồ đồ, xúc phạm tới Đông Cung. Theo chỗ tôi được biết thì thái tử rất hiền hậu mực thước, hằng ngày ăn chay tu thiền và nghiên cứu sách vở thánh hiền. Ngài không có rượu thịt hút sách gì cả.
Dạ đúng vậy, không sai. Ngài có tìm thầy học đạo dỗ gà? Thầy tự học dỗ gà? Dỗ gà nào? Gà có ai nuôi sao lại phải dỗ? Dạ là y chà rết o e r a đó. Dỗ ra? Dạ không, là y chà rết o re a, là yoga, là thiền đó bệ hạ. Dạ là thiền dỗ gà à? Vậy thầy tự học dỗ gà cho ai? Với ai? Dạ muôn tâu. Dạ dạ. Sao người lắp bắp? Có điều dâm dâu ta hả? Nói mau, không thì bay đầu. Muôn tâu, xin thánh hoàng cho phép tệ quân mới dám khai đó. Ừ, ta cho phép. Muôn tâu, thái tử học đạo với ngài TH á. TH? TH là gì? Dạ xin bệ hạ cho phép lần nữa. Đừng có lôi thôi nữa. Nói mau, TH là ai? Dạ, dạ muôn tâu, TH là tên tắt của ngài Thiên Hậu á. Có phải Thiên Hậu Vô Thượng Sư không? Dạ phải. Ta có nghe tiếng. Nhưng tại sao ngươi lại không dám nói thật tên của vị này? Dạ môn tâu, quan đại hình có ra lệnh, hễ ai nói tới tên ngài Thiên Hậu thì sẽ bị 100 hèo và có thể bị tù rục xương đòn gánh. Hả? 100 hèo tàu? Dạ phải, còn cưỡng bách phải ăn thịt mới tha đó. Ai không chịu thì bị giam hoài,
và lao động cực khổ vô cùng trong trại cải cổ. Trại gì lại kêu là cải cổ? Dạ quan đại hình nói mấy người này cứng cổ nên phải cải lại cho mềm. Vậy thiên hậu này dạy những gì sai quấy mà quan đại hình lại có lệnh ác ôn như vậy? Dạ môn tâu, ngài chỉ dạy ăn chay, ngồi thiền, làm điều tốt và thương yêu mọi người, mọi vật. Be veg. Go green. Save the planet. Be veg. Go green. To save the planet. Be veg. Go green. Go green. To save the planet. Còn gì nữa? Dạ, dạ ngài không có thâu học phí. Dạ chỉ yêu cầu môn đồ trì giới à. Nói ta nghe. Một là không sát sanh mà phải ăn chay. Hai là không trộm cướp mà nên bố thí. Là không gian dối mà phải thật thà. Bốn là không tà dâm mà nên chung thủy. Năm là không. Dạ không. Gì nữa đây? À, dạ xin bệ hạ cho phép thần lần nữa nghe. Ok. À, dạ môn tâu, giới thứ năm là không dùng những thứ nghiện ngập hại người như ma túy nè, thuốc lá nè, rượu nè. Dạ. Như thế thì có gì sai quấy? Sao quan đại hình lại nghiêm trị tín đồ? Muôn tâu, theo ngu ý thì hễ trên đời có nhiều kẻ thương thì cũng có kẻ ghen ghét, nhất là những kẻ có quyền bính trong tay. Nghe đâu nhiều thê thiếp của quan đại hình có đến thọ giáo đó, nên quan mới phát ghen nổi trận lâu đình, bắt nhiều người bỏ củi đó. Dạ muôn tâu, dạ nghe đâu mấy hãng bự của thịt cá, rượu, thuốc, ma túy thường tấn công quan đại hình rất khẩm, cho nên giấy phép cho họ được rất lẻ. Ok, không xét ra ai chống lại các hãng này cũng bị hèo, tù hoặc mất tâm. Ủa, tại sao lại mất cái tâm xỉa răng hả? Ái dạ, không phải đâu. Mất tâm có nghĩa là đi biệt, hoặc cả thủ tiêu, hoặc cả mất tích đó. Xin lỗi hoàng, xin lỗi. Xin lỗi. Ồ, đã quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thiệt là nhiều. Con buồn quá à bà má. Chứ sức khỏe lắm đó. Ôi, có hại gì đâu. Thiên hạ người ta hút thuốc đầy có sao đâu. Em thấy tin tức về báo chí đều nói là hút thuốc lá gây ung thư phổi, nám phổi, có thể nguy hiểm đến tính mạng sống nữa. Thôi, đủ rồi. Em đừng có lên lớp với anh nữa. Chuyện anh hút thuốc không có ăn nhầm gì đến em đâu. Sao không? Em không hút, chỉ có hít khói thuốc thôi, cũng có nguy hại như thường đó. Vậy cứ đi sống riêng một mình đi, chứ tôi không bỏ hút thuốc đâu. Trời ơi, anh Bảo,
Sao máu không vậy nè? Anh Bảo, anh ơi, trời ơi, anh Bảo. Trời ơi, sao lâu quá vậy nè? Xin hỏi ai là bà Trần? Chồng bà bị ung thư phổi quá nặng. Dạ, xin bà theo tôi. Đây là hình chụp phổi của một người bình thường. Còn đây là hình chụp phổi của chồng bà. Bà để ý cái vết trắng này nè. Đó là do chồng bà hút thuốc quá nhiều. Bác sĩ ơi, có cách nào cứu không bác sĩ? Không thể nào cứu chữa được. Xin làm ơn với chồng tôi bác sĩ ạ. Bác sĩ làm ơn cứu chồng tôi với. Tôi thật lòng xin lỗi. Chồng tôi. Không thể nào. Không thể nào là vậy. Đến trường rồi con ơi. Dạ. Sách vở con đem đủ chưa? Dạ đủ. À ngoan. Bye con. Bye bye. Nhớ nghe lời thầy cô dạy nghe con. Dạ. Không ăn đâu. Cảm ơn con nhiều. Ăn táo ngon không con? Dạ ngon. Ba ơi ba, con có cái này cho ba nè. Con có cái gì cho ba vậy? Dạ, đây là cái vòng tay con làm cho ba. Đẹp quá. I love daddy. I love daddy. Quá đẹp quá. Cảm ơn con nha. À, tiếp tục làm bài đi con, rồi có gì hỏi ba. Dạ. Ba, cái đó làm cho con chóng mặt quá. Không sao đâu mà con. Thôi, để ba hút hết điếu này đi.
mà. Em ơi, con đã xỉu rồi. Em hãy gọi 911 lẹ lên đi. Con tỉnh lại đi con. Ông bà Phan. Dạ thưa bác sĩ. Cháu lên cơn sưởng suýt chết do ảnh hưởng gián tiếp của khói thuốc. Dạ thưa bác sĩ à, trong cái trường hợp này bác sĩ có thể cứu con của chúng tôi được không bác sĩ? Rất tiếc là buồng phổi cháu cũng bị hư. Xin lỗi ông bà, hiện giờ rất khó đoán. Kết quả thử nghiệm cho thấy khói thuốc đã làm tổn thương phổi kinh niên, hệ thống miễn nhiễm của cháu cũng rất yếu. Hậu quả của việc hít khói thuốc gián tiếp nguy hại hơn người ta thường nghĩ. Nhân danh cha và con, thánh thần, amen. Cầu nguyện Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và tất cả các thánh, con xin Chúa cứu sống con gái con. Con giáng sinh Ngài cứu con. Và con hứa từ nay con không còn hút thuốc lá nữa. Số tổn thất bi thảm của các sản phẩm thuốc lá. Hàng năm trên thế giới có 5,4 triệu người thiệt mạng có liên quan đến hút thuốc. Phí tổn của các bệnh liên quan đến hút thuốc lá 96 tỷ Mỹ Kim chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Trầm cảm, thuốc lá nhẹ và dịu cũng tai hại như thường, gây ra ung thư và nhiều bệnh tật trong các bạn thú. Đẩy mạnh tiến trình lão hóa, độc tố thặn dư từ người hút thuốc thứ ba. Bệnh tim mạch, nghẽn động mạch vành, nghẽn khí quản, hư thận, ung thư miệng, gan, ngực và ruột, ung thư phổi, ung thư thực quản, ung thư thận, ung thư bàng quang, bệnh nghẽn phổi kinh niên, bệnh khí thủng, bệnh viêm cuốn phổi, đột quỵ, liệt dương, các tổn hại khác đối với người hít khói thuốc, xơ cứng động mạch lúc tuổi thơ dẫn đến bệnh tim và đột quỵ khi trưởng thành, hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột SIDS, vô sinh, sảy thai và sinh non, hen suyễn, viêm cuống phổi, nhiễm trùng tai, sức môi hay vòm miệng, năng động thái quá và bạo lực ở bé trai hen suyễn, vấn đề tuần hoàn trong phụ nữ làm hại DNA tế bào phổi vốn điều hòa hơi thở và nhiều hơn nữa. Để giúp ngưng hút thuốc, xin truy cập để biết thêm chi tiết khẩn cấp, xin viếng suprememastertv.com/killers. Cấm hút thuốc, cứu mạng sống. Ngừng hút thuốc và hạn chế uống rượu, cùng với tập thể dục thêm và ăn nhiều rau quả hơn, giảm nguy cơ đột quỵ nhiều hơn phần nửa. Luật cấm hút thuốc ở các nơi công cộng của Anh giảm ảnh hưởng hút thuốc gián tiếp liên quan tới sự tử vong của hơn 11.000 người hàng năm. Tại Hoa Kỳ,
cơ quan ngừa lạm dụng ma túy và dịch vụ sức khỏe tâm thần cho biết, số bán thuốc lá cho trẻ em vị thành niên đã mức thấp nhất trong tất cả 50 tiểu bang. Số người trẻ hút thuốc từ 18 đến 29 tuổi đã giảm 30% tại Victoria, Úc, nhờ luật cấm hút thuốc trong quán rượu và phòng trà. Tỷ lệ hút thuốc ở Nhật đã giảm từ năm 1996, đạt mức thấp nhất năm nay. Cấm hút thuốc có nghĩa là giảm hội chứng cấp tính của động mạch vành tim. Nghiên cứu ở Mississippi, Hoa Kỳ phát hiện bệnh nhồi máu cơ tim giảm 27% 3 năm sau khi có luật cấm hút thuốc trong nhà. Với những luật cấm tương tự tại 11 địa điểm khác trên thế giới cũng cho thấy một mức giảm trong bệnh nhồi máu cơ tim lẫn bệnh tim mạch. La Mã, Ý giảm 11,2% bệnh đau ngực cấp tính do động mạch vành tim trong năm đầu tiên sau khi luật cấm hút thuốc tại nơi công cộng được áp dụng. Các nhà nghiên cứu Do Thái tường trình rằng những người có thể cai thuốc lá, sự gia tăng nguy cơ bị chết bất ngờ vì bệnh tim dường như biến mất lập tức. Viện Vệ sinh Quốc gia tại Pháp công bố một mức giảm đáng kể trong tỷ lệ bệnh nhồi máu cơ tim sau luật cấm hút thuốc của quốc gia. Lợi ích cũng được ghi nhận trong việc giảm thiểu ảnh hưởng hít khói thuốc gián tiếp. Nữ ước Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm 8% số nhập bệnh viện vì bệnh nhồi máu cơ tim sau một luật cấm hút thuốc toàn diện, tiết kiệm cho việc chăm sóc y tế 56 triệu Mỹ Kim trong một năm. Cấm hút thuốc nghĩa là sức khỏe tốt hơn. Tài liệu từ Thống kê Sức khỏe Cộng đồng Quốc gia cho thấy người hút thuốc có tỷ lệ bệnh kinh niên cao hơn như bệnh viêm cuống phổi, hen suyễn và huyết áp cao. Người hút thuốc và những người hít khói thuốc gián tiếp bị ung thư ruột khoảng 7 năm sớm hơn người không hút thuốc. Cấm hút thuốc nghĩa là trẻ em khỏe mạnh hơn. Nghiên cứu từ Đại học Michigan, Hoa Kỳ và Trung tâm Nghiên cứu Suyễn và Dị ứng David Hyde ở Anh Quốc cho thấy thói quen hút thuốc của các bà mẹ trong lúc mang thai tăng nguy cơ bệnh suyễn trong một số trẻ em. Trẻ em thường xuyên hít thở khói thuốc gián tiếp có gấp 3 lần nguy cơ ung thư phổi cũng như nguy cơ cao hơn về những vấn đề hô hấp khác sau này trong đời. Cấm hút thuốc tốt cho kinh doanh. Trong báo cáo hàng năm, Giám đốc Bộ Y tế Anh Quốc Liam Donaldson nói cấm hút thuốc tại công cộng sẽ tiết kiệm khoảng 2,7 tỷ bảng Anh, 680 triệu bảng Anh tiết kiệm bằng cách có nhân viên khỏe hơn và hữu hiệu hơn. 140 triệu bảng Anh tiết kiệm qua việc nghỉ bệnh ít hơn. 430 triệu bảng Anh tiết kiệm từ sự mất năng suất do hút thuốc trong giờ làm việc. 100 triệu bảng Anh tiết kiệm từ chi phí dọn sạch liên quan đến hút thuốc lá. Nhiều hơn nữa. suprememastertv.com/harms/benefits/flyer. Ta hiểu rồi. Để ta sẽ triệu quan đại hình vào triều giải thích điều này cho minh bạch. Ta tuy không ăn chay, nhưng đâu có áp đảo người chai lạc tu hành. Không thể có quyền sanh sát trong tay rồi làm dũng hà hiếp dân lành như vậy. Thôi, các khanh hãy bình thân, lo giúp trẫm tìm cách cứu mạng thái tử. Thì giờ cấp bách qua rồi, ta cảm thấy như đang ngồi trên lò lửa. Ôi, con của ta, nếu mà hoàng hậu hay được, ta sẽ phải ngủ ở sofa là cái chắc. Oh yeah.
Môn Tàu, xin bệ hạ giữ gìn long thể, chúng thần quyết sẽ vì Đông Cung hết sức mình, xin bệ hạ an tâm. Xin thánh hoàng vua hoàng hạ hạ chứ không thông cho thần chức đại tướng cho thần không lĩnh binh mã chàng sang nước xin gà bổ đòi họ phải giao trả Đông Cung, không thì ta giết tiêu cả nước ba báo thù. Quân Tâu, kế ấy muôn phần không lên chiến tranh, làm cho sinh linh đổ thạc đau khổ vô cùng. Một số phí tổn của chiến tranh. Chi phí quân sự trên toàn cầu trong 1,5 tháng có thể nuôi tất cả người đói trên thế giới trong 1 năm.
phí tổn hiện thời và dự kiến của các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan kể từ năm 2001 có thể nuôi người đói trên toàn thế giới 67 năm. Phí tổn chiến tranh một năm ở Phi Châu có thể bảo đảm cho mỗi người nam, nữ và trẻ em khốn khổ ở Phi Châu có nước sạch suốt đời. Phí tổn cho một binh sĩ đóng quân ở Afghanistan trong một năm thay vào đó có thể xây 20 trường học cho trẻ em Afghanistan. Tổn thất về kinh tế do chiến tranh ở Liberia có thể trả toàn bộ chi phí giáo dục trung học cho mỗi người trong nước và một bộ lò nấu bằng quang năng cho mỗi gia đình, còn cung cấp cho 70.000 ngôi làng khắp Phi Châu với điện quang năng, 20.000 giếng nước và 500 bệnh viện. Một ngày chiến tranh ở Iraq tốn người trả thuế Hoa Kỳ 720 triệu Mỹ Kim, một phút của cuộc chiến tốn 500.000 Mỹ Kim, một giây của cuộc chiến tốn 8.300 Mỹ Kim. Một tháng chi phí quân sự toàn cầu có thể cung cấp nước, thực phẩm, y tế và giáo dục cho 3,6 tỷ trẻ em trong một tháng. Các quốc gia Phi Châu can dự vào xung đột có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong 50% cao hơn. Hai tuần chi phí quân sự toàn cầu có thể bảo đảm nguồn nước suốt đời cho 2,4 tỷ người. Vũ khí. Tiền mua vũ khí toàn cầu trong một tháng trị giá 108,3 tỷ Mỹ Kim có thể nuôi 95,7 triệu trẻ em đói với 3 bữa ăn lành mạnh và bổ dưỡng mỗi ngày suốt 10 năm. Chi phí nhập cảng vũ khí vào Phi Châu trong một năm có thể giúp đào 56.000 giếng nước uống. Phí tổn của một chiếc máy bay thả bom B-2 có thể phục vụ 2,56 tỷ bữa ăn cho người đói, phục hồi thị giác cho 31,4 triệu bệnh nhân mù, loại bỏ 1 triệu mìn chôn dưới đất hoặc xây 713.000 nhà mới cho các gia đình. Chưa kể ở đây các tổn thất khác liên quan đến chiến tranh. Chưa kể ở đây những tổn thất tình cảm, tâm lý, thể chất, tinh thần và tâm linh. Ủng hộ hòa bình, tín ngưỡng bà Hai. Ngày nay, không còn gì huy hoàng vĩ đại cho con người hơn phục vụ trong mục đích hòa bình vĩ đại nhất. Hòa bình là ánh sáng, chiến tranh là bóng tối. Hòa bình là lẽ sống, chiến tranh là chết chóc. Hòa bình là chỉ dẫn, chiến tranh là sai lầm. Hòa bình là nền tảng của Thượng Đế, chiến tranh là cơ sở của ác quỷ. Hòa bình là sự soi sáng cho thế giới nhân loại, chiến tranh là phá hủy nền tảng của nhân loại. Công ngôn về hòa bình toàn vũ. Giáo phái Bisnoa. Vĩ nhân không bao giờ tranh cãi và đó không có nghĩa là họ yếu đuối. Nguyên lý giáo phái Bisnoa. Phật giáo. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Kinh Pháp Cú. Cao Đài. Bằng những lối cai trị trơn tránh, mang lại hòa bình, hạnh phúc, cơm no, áo ấm cho toàn dân. Bằng giáo dục đại đồng, đào tạo cứu cánh cá nhân với mục đích lợi ích chung cho toàn xã hội, xây dựng tình thương, xóa bỏ hận thù. Huấn thư Đức Thượng Đế gửi toàn thể loài người. Cơ đốc giáo. Hãy cầu bình an cho mọi người và nên thánh thiện, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy được Đức Chúa Trời. Thánh Kinh. Dòng Essing. Vì hạnh phúc là những ai cố gắng tìm an bình, vì họ sẽ tìm thấy an bình trong Thiên Phụ. Và hãy ban cho mọi người an bình của ngươi như ta đã ban an bình của ta cho ngươi. Phúc âm hòa bình của dòng Essing. Ấn Độ giáo. Nếu muốn thấy người dũng cảm, hãy nhìn người biết tha thứ. Nếu muốn thấy người hùng, hãy nhìn người đem tình thương đáp lại hận thù. Chí Tôn Ca. Phật giáo hòa hảo. Chiến tranh là việc cuồng điên, giết nhau rốt chẳng lợi quyền chi đâu. Kiếp sống ngắn, chớ thâu thêm ngắn. Hãy giúp nhau cho đặng sống dai, lấy tình chung của nhân loài, chớ đem riêng ý một vài phạm vi. Hiền đạo một. Hồi giáo. Biết đâu Allah sẽ đặt tình thương giữa ngươi với những ai ngươi xem như kẻ thù giữa những người đó, bởi vì Allah là quyền năng và Allah là tha thứ, khoan dung. Thiên Kinh Koran. Kỳ Na giáo. Biết sự kiềm chế vô song. Một người không nên thù địch đối với bất cứ ai trong thân, khẩu hay ý khi có mắt để thấy mọi điều. Kinh Suchakritanga. Do Thái giáo. Ngài sẽ phán xét trong các quốc gia và quyết định cho nhiều người dân, và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Xứ này không còn nâng gươm lên chống xứ khác, người ta không còn tập sự chiến tranh. Kinh Tanakh.
Sách giáo: an bình trên thế giới này, an bình trong thế giới kế và an bình mãi mãi. Hãy nhớ Ngài trong thiền định. Minh sư Granth Sahib. Lão giáo: để giữ khỏi bị vướng mắc bởi phong tục đương thời, để tránh xa những cám dỗ có tính chất trang hoàng trong mình, không nên thiếu thận trọng trong cách cư xử với người khác, không nên cố chấp với đại chúng, phải mong muốn hòa bình và an ổn cho thế giới, hầu bảo tồn đời sống của bá tánh. Trang tử. Giới bạch y đại đồng: hãy tự dạy mình và láng giềng của mình, vòng tay và bao gồm với tình thương và trí huệ. Chỉ có cách này thì cá nhân, gia đình và toàn thể xã hội mới tiến bộ trong khía cạnh chính trị, văn hóa và tâm linh. Tình thương đại đồng. Theo hạ thần thì ta phái người cấp tốc dùng ai phọc tôi bay qua nước láng giềng mà thương lượng ạ. Đúng vậy, đúng vậy. Xin thần hoàng ra lệnh thi hành ngay. Dạ, thần xin ly theo lòng ngoại giao này, uống làm sao tức lưỡi, xin tội cho thái tử. Được, trẫm ok. Các khanh hãy lấy vàng bạc trong công khố thật nhiều để làm lễ vật, mua chuộc với nhà nước bên Sinh gà bổ. Trẫm nông lòng chờ đợi. Các khanh hãy mau lên đường, nhớ email tin tức cho trẫm biết. Muôn tâu, còn thần thì về văn phòng cấp thời để liên lạc internet với chánh quyền bên ấy trước. Thần xin rút lui. Trẫm ok, rút lui đi. Muốn rõ kết cục ra sao, xin xem tập tới. Thank you.
Thank you for sharing. I laughed like crazy. Susanna, the United States. Энэ чүчгийг үзсээр миний дотоод үсэг ингээд миний үр хөөг тоож уу болоод энэ чүчгийг одоо үзснээр бол тэр архитам хүмүүс цуслаас салах юм аа. Ингээд энэ одоо юмыг найруулсан тавс энэ чүчгийг найруулсан тавсан их өгч чангаад маш их баярлалаа. Kuro efiantia wakewa vivi sisele mukiruni ahasese alo mukiruni enaku tomo muki choji namli nono tata mo. Just what I needed to hear. Thank you, Becky Holguin. Oh, 你好，我们觉得《皇帝与百官》是非常具有教育性的一出戏。他以搞笑的手法啊，对民众宣传烟酒肉毒的伤害。谢谢。Een heel indrukwekkende productie, prachtig gemaakt. En het allerbelangrijkste, een goede boodschap voor de wereld. Jamie uit Nederland. สวัสดีครับ เรื่อง King and Cole นะครับ เพราะว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมแล้วก็พูดถึงความจริงเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดแล้วก็โทษของเนื้อสัตว์นะครับซึ่งนอกจากจะมีสาระแล้วก็ยังมีความบันเทิงมากมายนะครับนักแสดงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดแต่ก็แสดงกันได้สมบทบาทแล้วก็สนุกสนานมากก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามชมกันนะครับ Hello, my name is Carol Richards. I'm from Brisbane as well. I'm here with my friends watching The King and Cole. How we've enjoyed a fantastic vegetarian meal while we've been watching the film.Энэ өдөр амарлан алдчихъя. Энэ их гоё жижиг болсон байна. Юу ухаан хайрлсан. Энэ жижигнээс би маш их ухаарлыг олж авч, хэрэгслүүдийн үзэж сайжгуулт нь хэлж ойлгох нь төлөө зүтгэх болно. Аня, un pole no me bena. No la ni ejuklola, odulanya me keman waha. Gamia olanu nkume hehe dare. Atikpanko ejwabe inyonwere. Akwai.